Ý mèn ơi, cái cây nhà em nó ngã phía bên ruộng cả nhà ơi, tiêu dần bầu rồi. Cái cây đó là nó trụ dần bầu nhà em á. Ôi trời ơi, bữa nay dông mưa lớn thì có con lốc nho nhỏ, nhưng mà nó không thổi đâu mà nó thổi ngay cho mấy cái cây sau nhà mình. Còn cái cây này nó ngã nghiêng hết 50% rồi cả nhà ơi. Dần bầu của ông chồng mà nó mới làm lỡ chỉnh chu á, mà bữa nay mưa to gió lớn, hy vọng là tới đây tới chiều đừng có thổi nữa, thổi là nhánh cây này nó sập xuống là luôn cái dàn bầu của mình nó đã hư hỏng một góc rồi. Bây giờ mà cái cây này nó ngã xuống nữa, nhánh cây này nó ngã xuống nữa là xong luôn, xong luôn, cái dàn bầu chịu không nổi đâu cả nhà ơi. Đó, trời ơi, dông mưa to thế. Mà cũng may hơn cái cây đó nó ngã phía ruộng á, chứ nếu mà nó ngã bên cái vàng mà hủ qua bên này mà ông chồng mới làm á là nó sập luôn cái vàng hủ qua đó.